Chàng trai này là một học sinh trung học bình thường, với ước mơ trở thành siêu anh hùng. Hôm đó, trong lớp học, cơ hội đã đến. Một con nhện bò trên tay anh cúi đầu nhìn xuống, rất mong đợi, tưởng rằng cắn một cái thì có thể trở thành người nhện. Nhưng khi cắn xong, con nhện đã gục chết ngay tại chỗ. Này ông anh, ăn vạ hả? Là anh cắn tôi đó. Nhưng sau đó, anh đột nhiên cảm giác được sức mạnh hùng hậu. Đây lẽ nào thật sự anh đã trở thành siêu anh hùng sao? Anh làm động tác giống như người nhện, bắn tơ nhện vào thầy giáo. U là trời, hóa ra chỉ là một hạt đậu xanh. Vì nó không có sức mạnh gây sát thương nên thầy giáo không truy hỏi. Nhưng anh chàng rất xấu hổ, anh đã biến thành hiệp sĩ đậu xanh. Với siêu năng lực, anh quyết định làm chuyện gì đó lớn lao. Nước đậu xanh 1 đồng 1 ly. Nhìn thấy nhóm khách đầu tiên xuất hiện, anh chàng quyết định khoe siêu năng lực của mình. Tiện tay ném một nắm đậu xanh. Tỷ tiện dễ sợ, thấy một cốc nước sôi, khách hàng cảm thấy bị lừa, mạnh dạn yêu cầu thêm một cốc nước đậu xanh. Khách hàng trước đây chưa từng thấy siêu năng lực như vậy, lập tức trở nên phấn khích. Em biết anh, anh là hiệp sĩ đờ. Sỉ nhục, quá sức sỉ nhục. Vì mở quầy hàng thất bại, anh chàng quyết định đổi kế hoạch. Tối hôm đó, người đẹp lướt qua một người đàn ông. Cứu tôi với. Tại sao? Nhìn anh là biết người xấu rồi. Người đàn ông cảm thấy cô gái nói có lý, liền tiến đến gần cô. Nhưng ngay lúc này, ôi chao, hiệp sĩ đậu xanh. Người đàn ông lần đầu làm kẻ xấu đã gặp được hiệp sĩ, cảm thấy rất kích động. Buông cô ta ra, tôi còn chưa đụng vào nữa. Thế thì tôi đợi anh. Vì vậy, người đàn ông lại tiến tới phía trước. Nhìn thấy người đẹp gặp nguy hiểm, hiệp sĩ đậu xanh liền xuất hiện, nhắm ngay cái trán của hắn, bắn ra một loạt. Người đẹp ngây cả người, nhìn thấy không có tính sát thương nào, hiệp sĩ đậu xanh tức giận đã tung ra tuyệt chiêu. Sau một cuộc tra tấn tàn bạo, người đàn ông biến thành chàng trai trẻ đẹp. Người đẹp đã phải lòng anh ta. Hiệp sĩ đậu xanh cũng bị sốc khi thấy cả hai tay trong tay rời khỏi, chỉ để lại một mình anh ăn cơm chó. Ngày hôm sau, hiệp sĩ đậu xanh giúp đỡ người đi đường bị cướp, nhưng anh đã đợi 8 tiếng đồng hồ. Hai vị, tôi đứng đây cả buổi chiều rồi. Có thể nói cho tôi biết ai cướp của ai không? Là